Rồi xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình đi ra vườn có đặt cái giớn cái nhà với cái lú cũng mấy bữa nay à. Để mình ra dở coi có dính con gì không nghe cả nhà. Mình cũng hiện tại thì mình cũng ra tới ngoài vườn cả nhà, ra tới bờ rồi. Giờ mình đi ra bên ruộng bển dở cái giớn trước nha cả nhà. Rồi mời cả nhà đi cùng mình nha. Bà không gào này cả nhà. Đây là cũng cái cảnh quen thuộc nha cả nhà. Thì mình đặt giới vòng vòng đường nước nhà không à. Không có đi xa nha. Nằm ruộng vụ đông xuân cả nhà. Cũng mới rước đồng đồng được mấy bữa. Mình đặt cái giếng trên cái đường nước này ngay đầu ruộng xuống bạn cá đầm tông nhỏ quá trời luôn, chạy nước nó trong chạy thấy luôn. Mình cũng ra tới giếng cả nhà, mình chặn ống xả nước ra, chặn cái đầu trên đó xuống. Con gì à? Chắc ốc không quá cả nhà. Đó. Chưa hết nha, cái sổn mà ốc không. Thấy có vàng cái nhỏ nhỏ này gai này. Thì cái nhỏ thì mình vô mình cho đi. Được người nhỏ cả nhà, ốc không cả nhà, có tài cũng hơi khó cả nhà. Giờ mình đổ cây cả nhà, đây thì quá giờ nắng thì cũng được mới cái con ốc mang lươn cả nhà. Mang lươn thì mình về mình thả vô dèo nha. Cá dèo mình nuôi lại, tại mình cũng có dèo lươn á. Đây cả nhà. Giờ mình đi dở cái lú thôi cả nhà. Cái lú thì đặt trong ba giường đó đó. Thì mấy hôm nay cũng không có dở, dở thử nó dính không. Giờ kéo khăn lại. Căng là gì nghe cả nhà. Giờ mình vô vườn coi có hay không. Cái lú thì mình đặt bên đó. Đó, vườn này. Hôm nay không dở riết. Lâu quá không dở. Để cái mà ra muốn bò ngang. Rồi cái nhìn riết không dính rồi cả nhà. Thấy có lỗ gách. Dạng đậu rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta nhóm mình thử coi có không. Ây da. Rồi. Ốc không cả nhà. Có mấy con cua, hai con cua gì. Ốc không. Rồi giờ mình bỏ đây luôn. Mình không dở nó nha. Bữa nào rảnh mình ra mình cuốn lên mình phơi mình giá lại đặt lại nha cả nhà. Cái đó thì thất thu. Và chị cũng có thể trồng được cái dàn đậu đũa, ủa đậu que chuẩn bị có trái à, qua cho tốt luôn rồi. Kết cục mình thì cũng có nhiều này cả nhà, đây có nhiều đây, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Và đừng quên cho mình một like và đăng ký cái chia sẻ nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.